kỷ luật Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, mới đây, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang vừa có thông báo với báo chí về kỳ họp thứ 36 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 27 tháng 6 năm 2024. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Phạm Văn Lương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương và các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, ông Phạm Văn Lương có khuyết điểm vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc giao đất, cho thuê đất đối với một số hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Sơn Dương, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của bản thân đến mức phải xem xét kỷ luật theo quy định của Đảng. Liên quan đến khuyết điểm vi phạm trong việc giao đất cho thuê đất trên địa bàn huyện Sơn Dương có các cá nhân là Trần Đức Hạnh, trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Sơn Dương, Lê Quang Hà, phó chi cục trưởng chi cục thuế huyện Sơn Dương, Hoàng Minh Thuận, đội trưởng đội nghiệp vụ quản lý thuế chi cục thuế huyện Sơn Dương. Những khuyết điểm và vi phạm của các cá nhân nêu trên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đến mức phải xem xét kỷ luật đảng theo quy định của nhà nước. Bên cạnh đó còn một số tổ chức đảng, đảng viên, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật đảng. Qua đây chúng ta thấy rằng công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, đặc biệt là chống giặc nội xâm của chúng ta đang ở trong những thời điểm rất quan trọng. Toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đang phấn đấu, vững tin vào kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Tuy nhiên để chiến thắng thứ giặc nội xâm này là điều không hề dễ dàng, bởi vấn nạn này hoạt động với nhiều hình thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, diễn biến khó lường, vẫn từng ngày lên lỏi trong đời sống xã hội, trong mỗi con người, trong từng tổ chức. Để làm tốt được công tác này, không thể không có sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, cả chúng tôi và quý vị hãy cùng đồng hành với Đảng và Nhà nước trong cuộc chiến chống giặc nội xâm đầy khó khăn và cam go này. Những quan chức ngã ngựa do sai phạm liên quan đến các doanh nghiệp sân sau. Quý vị thân mến, từ đầu năm 2024 đến nay, có thể thấy là năm đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực rất mạnh mẽ, quyết liệt. Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam nhiều quan chức và cựu quan chức vì có sai phạm liên quan đến các vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn hay dự án Đại Ninh, Lâm Đồng. Rất nhiều cựu quan chức, lãnh đạo, quan tham đã vơ vét, đục khoét của dân, của nước, thâu tóm đất đai làm giàu bất chính đã bị khởi tố và đang trong diện điều tra hàng loạt các vụ đại án tham nhũng gây thất thoát lãng phí số tiền đến hàng trăm tỷ đồng của nhà nước, khẳng định được cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng và Nhà nước không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Vụ án đầu tiên liên quan đến tập đoàn Thuận An, theo Trung tướng Tôn Sô, người phát ngôn Bộ Công an, quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 8 bị can. Trong đó, bị can mới nhất là ông Dương Văn Thái, nguyên bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Thái bị bắt tạm giam vào ngày 1 tháng 5. Cùng vụ án, trước đó cơ quan cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Cùng với việc ông Phạm Thái Hà bị bắt khiến cho ông Vương Đình Huệ cũng buộc phải rời vị trí khi chưa hết nhiệm kỳ. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì ông Vương Đình Huệ đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ, Trung tướng Tôn Sô đã cho biết các bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, Phạm Thái Hà, Dương Văn Thái và nhiều bị can khác khai báo với thái độ rất thành khẩn, đã làm rõ bản chất của vụ án, một số đã chủ động khắc phục hậu quả thiệt hại. Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng kêu gọi những ai đang mắc sai phạm trong vụ án kể trên hãy trung thực báo cáo với tổ chức hoặc tự thú để được hưởng khoan hồng. 23 bị can bị khởi tố liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn.
về vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long cùng các đơn vị liên quan. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tổng cộng 23 bị can, trong đó có nhiều cán bộ, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi như bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Các bị can là các cựu quan chức nêu trên đều bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ. Thông tin về vụ án, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an cho biết đây là một vụ án lớn, xuất hiện một dạng tội phạm mới rất nguy hiểm. Thông qua điều tra vụ án, lời khai của một số bị can thì chúng tôi thấy Nguyễn Văn Hậu đã có những hành vi chi phối lũng loạn gây áp lực ép một số bị can nguyên là ủy viên ban thường vụ, thậm chí là thường trực tỉnh ủy, tỉnh Vĩnh Phúc để trục lợi. Để làm được việc này, họ đã lợi dụng các mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn để thực hiện. Bộ Công an coi đây là một hành vi rất nguy hiểm, là một dạng tội phạm mới không chỉ gây thiệt hại đối với tài sản của nhà nước và của nhân dân mà còn ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị, làm xấu hình ảnh của Đảng, của chính quyền, nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho hay. Theo Trung tướng Tôn Sô, qua điều tra ban đầu, C03 xác định ông Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu hay Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp này thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra hiện đã thu hồi 55 tỷ đồng và 1,6 triệu đô do các bị can nộp lại, đồng thời tiếp tục rà soát, kê biên, phong tỏa nhiều tài sản có giá trị của các bị can và những đối tượng có liên quan phục vụ cho công tác thu hồi tài sản và khắc phục hậu quả. Vụ án thứ ba xảy ra tại Lâm Đồng. Quá trình điều tra vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địia phương liên quan, ngày 30 tháng 4 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, vào đầu tháng 1 năm 2024, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Dự án do công ty của đại gia Nguyễn Cao Chí làm chủ đầu tư. Mở rộng điều tra vụ án xác định ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, làm trái các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến dự án Đại Ninh gây hậu quả rất nghiêm trọng. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định hành vi của ông Trần Đức Quận phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Không chỉ các cán bộ nêu trên của tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố vì nhúng chàm trong vụ án này, trong tháng 8 năm 2023, bà Trần Bích Ngọc, vụ trưởng vụ 1 thuộc Văn phòng Chính phủ cũng bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm trái chức trách nhiệm vụ được giao trong việc giải quyết thanh tra khiếu nại liên quan đến dự án Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Qua những đại án trên, chúng ta thấy rằng các đối tượng đã bất chấp pháp luật, liều lĩnh, câu kết, bắt tay với nhau thành nhóm, tạo thành những liên minh bảo kê cho các doanh nghiệp sân sau, thâu tóm đất công, biến đất công thành đất tư để trục lợi, gây thất thoát tài sản của nhà nước lên đến hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng. Tất cả các phi vụ trên, nếu như không có sự tiếp tay của một số quan chức, lãnh đạo thoái hóa, biến chất, thì những hành vi sai phạm không thể thực hiện được. Từ những kẽ hở, sơ hở trong các quy định liên quan đến quy hoạch sử dụng cho thuê đất đấu thầu, các đối tượng đã bắt tay nhau lập lợi ích nhóm để kiếm trác làm giàu. Qua đây chúng ta cũng thấy rằng công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đang được tiến hành rất mạnh mẽ, quyết liệt và khẳng định không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu tác động của bất kỳ đối tượng nào.
nóng thu giữ số tiền khủng và hơn 1.000 sổ đỏ liên quan đến vụ án của tập đoàn Phúc Sơn. Quý vị thân mến, mới đây Bộ Công an cho biết đã thu giữ được hơn 300 tỷ đồng, 2 triệu đô, 500 lượng vàng và hơn 1.000 sổ đỏ của các bị can có liên quan trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn. Thông tin được Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ vào tháng 5, chiều ngày 1 tháng 6. Trước đây khi phát biểu tại họp báo, chúng ta đã quá quen thuộc với Trung tướng Tô Ân Sô. Theo như Bộ Công an cho biết, Trung tướng Tô Ân Sô trước mắt tạm dừng làm người phát ngôn Bộ Công an. Như chúng ta đã biết, việc thu hồi tài sản tham nhũng được xem là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thời gian vừa qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, tập trung, thống nhất, chặt chẽ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đã tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những khâu yếu, việc khó cần tập trung xử lý trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong vụ án của Tập đoàn Phúc Sơn, theo thống kê của Bộ Công an cho biết đã thu giữ được hơn 300 tỷ đồng, 2 triệu đô, 500 lượng vàng và hơn 1.000 sổ đỏ của các bị can. Đây cũng là một trong những nỗ lực rất lớn của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện thu hồi tài sản tham ô tham nhũng. Hiện tại, ngoài 23 người đã bị khởi tố, Bộ Công an cũng đang củng cố tài liệu chứng cứ để mở rộng điều tra thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt. Trong vụ án liên quan tới tập đoàn Thuận An, ông Tuyên cũng cho hay đã khởi tố 8 bị can và thu hồi được hơn 40 tỷ đồng và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Vụ án này và vụ án Phúc Sơn vừa được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo dõi và chỉ đạo. Vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố hôm ngày 15 tháng 4, bắt Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng và Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ, nhận hối lộ. Và liên quan đến vụ án này có ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội bị bắt với cáo buộc là lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. 3 tuần trước, Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng bắt tạm giam ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Và vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn bị khởi tố hôm 26 tháng 2 với việc bắt ông Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Phúc Sơn. 3 tháng qua, nhiều cán bộ đã bị bắt, trong đó ở Vĩnh Phúc có 4 lãnh đạo cấp cao là cựu Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Phó Bí thư Thường trực Phạm Hoàng Anh, cựu Chủ tịch Lê Duy Thành, cựu Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khước bị điều tra cáo buộc là nhận hối lộ. Tại Quảng Ngãi, C03 cũng đã bắt Chủ tịch Đặng Văn Minh, 2 cựu Chủ tịch Cao Khoa và cựu Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ cùng nhiều cán bộ dưới quyền về tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bộ Công an đánh giá vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn là loại tội phạm mới, thủ đoạn lợi dụng quan hệ thân thiết với người có chức vụ cao, quyền hạn lớn để gây tác động, ảnh hưởng đến cán bộ cơ sở nhằm trục lợi. Các cán bộ cơ sở bị tấn công bằng đạn bọc đường mà không phát hiện ra nên mất sức đề kháng. Ngày 1 tháng 6 năm 2024, tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết vụ án liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn và công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị có liên quan đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vào diện theo dõi chỉ đạo. Đây là một trong hai vụ án tham nhũng lớn trên phạm vi cả nước có liên quan đến những quan chức cấp cao. Đây là một bài học không của riêng ai. Các doanh nghiệp, doanh nhân cần xem đây là một tấm gương để tự soi, tự sửa. Chưa sai thì cần có biện pháp phòng ngừa để đừng bao giờ sai. Còn nếu đã lỡ thì chủ động khắc phục hậu quả. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực cần được kết hợp đồng bộ giữa xây và chống. Trong đó xây là cơ chế, chiến lược cơ bản, lâu dài. Chống là cấp bách, thường xuyên. Trong xây không chỉ xây dựng cơ chế, chính sách để không dám, không thể, không muốn, không cần tham nhũng tiêu cực, mà cái gốc là xây dựng toàn diện chất lượng cán bộ. Bởi như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, cán bộ là cái gốc của mọi việc. Chống tham nhũng tiêu cực là một việc khó, nhạy cảm nhưng không có nghĩa là không làm được. Khi toàn đảng, toàn dân, mỗi cán bộ, đảng viên đều có quyết tâm cao, thật sự không còn vùng cấm, tin rằng thứ tệ nạn này nhất định sẽ bị đẩy lùi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết.
Cũng trong ngày 1 tháng 6, tại họp báo chính phủ thường kỳ chiều ngày 1 tháng 6, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, do nhận nhiệm vụ mới, Trung tướng Tô Ân Sô trước mắt tạm dừng là người phát ngôn Bộ Công an. Được biết, Trung tướng Tô Ân Sô vừa thôi nhiệm vụ người phát ngôn Bộ Công an để nhận nhiệm vụ mới tại Văn phòng Chủ tịch nước. Trước đó vào tháng 2 năm 2023, Trung tướng Tô Ân Sô đã thôi chức Chánh Văn phòng Bộ Công an sau hơn 3 năm giữ chức vụ này và tiếp tục đảm nhận chức danh trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cũng như đảm nhiệm nhiệm vụ mới người phát ngôn Bộ Công an cho đến nay. Trung tướng Tô Ân Sô sinh năm 1963, quê ở tỉnh Bắc Ninh. Ông được điều động bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng, đồng thời là người phát ngôn Bộ Công an từ đầu tháng 9 năm 2019. Trước đó, ông đã từng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Cục trưởng thuộc Bộ Công an. Ngày 16 tháng 4 năm 2021, Trung tướng Tô Ân Sô được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng. Nóng bắt khẩn cấp Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Quý vị thân mến, từ khi thành lập Ban chỉ đạo tháng 2 năm 2013 đến nay, trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm trưởng ban để chỉ đạo toàn diện về công tác phòng chống tham nhũng trên phạm vi cả nước, công tác phòng chống tham nhũng đã có những bước tiến rất mạnh mẽ, đột phá và đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại những dấu ấn rất tốt, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng, đánh giá rất cao và cộng đồng quốc tế ghi nhận. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm, góp phần rất quan trọng vào công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Mới đây, ngày 25 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với nguyên Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Văn Yên, nguyên Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương sinh năm 1966 ở Tây Hồ, thành phố Hà Nội về tội danh nêu trên. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định tố tụng nêu trên, đồng thời thi hành khám xét chỗ ở đối với bị can Nguyễn Văn Yên. Vụ án đang được Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào ngày 19 tháng 6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, kê khai tài sản, thu nhập, hôn nhân và gia đình, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan và đơn vị công tác. Cùng ngày, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh Tiến Dũng. Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Đinh Tiến Dũng. Vào chiều ngày 25 tháng 6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Đinh Tiến Dũng. Trong phiên họp sáng cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Đinh Tiến Dũng để các đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn. Hôm ngày 21 tháng 6, Trung ương đã họp và đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Theo Trung ương, ông Đinh Tiến Dũng là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước được Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tín nhiệm và phân công giữ một số chức vụ lãnh đạo quan trọng ở Trung ương và địa phương. Trong quá trình công tác luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có những đóng góp vào thành tích chung trong cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian làm Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2016-2021, ông đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc. Ông cũng thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo để Ban Cán sự Đảng, Bộ Tài chính và một số tổ chức cá nhân có rất nhiều vi phạm, khuyết điểm gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu làm giảm uy tín của tổ chức đảng, cơ quan quản lý nhà nước. Nhận thức rõ về trách nhiệm trước đảng và nhân dân, ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ, phân công và nghỉ công tác.
Vạch trần sự thật những sai phạm khiến Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị bị kỷ luật, con trai nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Quý vị thân mến, ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976 là một chính khách Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông từng làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020 và là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất nước ở thời điểm được bổ nhiệm năm 2015. Ông Nguyễn Thanh Nghị là con trai của ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Trong nhiệm kỳ làm Thủ tướng Chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng, ngoài việc đưa nền kinh tế, đất nước được hội nhập với các nước trong khu vực, thu hút được đầu tư nước ngoài, tiếp cận được với nguồn vốn ODA. Trong thời kỳ ông làm Thủ tướng Chính phủ, đây cũng là giai đoạn mà tham nhũng tiêu cực được đẩy lên đến đỉnh điểm với những đại án lớn như cố ý làm trái quy định của pháp luật tại tập đoàn Vinasin, vụ án Trịnh Xuân Thanh hay Đinh La Thăng có liên quan đến tập đoàn Dầu khí Việt Nam hay Bộ Tài nguyên và Môi trường do có vi phạm trong sự cố môi trường biển Formosa không bị xử lý, nhưng đến khi Tổng Bí thư lên làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thì những đại án này mới được đưa ra xét xử một cách công khai, minh bạch. Và có rất nhiều các dự án trọng điểm của quốc gia làm chậm tiến độ, đội vốn gây nhức nhối trong một thời gian dài như dự án đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội gồm các tuyến Nhổn, Ga Hà Nội, Cát Linh, Hà Đông, Yên Viên, Ngọc Hồi đã đội vốn so với phê duyệt ban đầu lên đến 28.886 tỷ đồng. Tuyến đường sắt đô thị đội vốn nhiều nhất cần phải nhắc đến là tuyến đường sắt đô thị số 1 của thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến Bến Thành, Suối Tiên đã tăng từ 17.000 tỷ lên 47.000 tỷ đồng, mức đội vốn khoảng 30.000 tỷ đồng. Hay tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành Tham Lương dài 9,2 km, dự án được phê duyệt vào năm 2010 so với mức đầu tư ban đầu khoảng 26.100 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay ước tính mức đầu tư của dự án này vào khoảng 47.000 tỷ đồng, đội vốn 21.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã phát biểu trước hội nghị với trọng trách là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu Chính phủ và xin thành thật nhận lỗi trước Quốc hội, trước toàn Đảng, toàn dân về tất cả những yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, nhất là những yếu kém, khuyết điểm trong kiểm tra, giám sát, hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong nước, một số tập đoàn, tổng công ty điển hình là Vinasin, Vinalai, sản xuất kinh doanh, kém hiệu quả, có nhiều sai phạm gây tổn thất và hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, ảnh hưởng lớn đến uy tín và vai trò của kinh tế nhà nước. Và tại thời điểm đó thì chưa có văn hóa từ chức như bây giờ, nên chúng ta cần thấy rằng văn hóa từ chức theo quy định số 41 quy định của Trung ương ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ là một trong những quy định hết sức đúng đắn, tạo ra bước đột phá mới, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xử lý cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp. Ông Nguyễn Thanh Nghị còn có em trai là Nguyễn Minh Chiết, hiện nay đang giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Trước khi đến với lý do kỷ luật, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, mời quý vị cùng tìm hiểu về tiểu sử chính trị của ông Nguyễn Thanh Nghị. Nguyễn Thanh Nghị sinh ngày 12 tháng 8 năm 1976, quê ở phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Tuy vậy, hầu hết thời niên thiếu của ông lại gắn bó với Kiên Giang, nơi cha ông Nguyễn Tấn Dũng từng làm bí thư tỉnh ủy. Thời niên thiếu, Nguyễn Thanh Nghị theo học ở trường Đại học Kiến trúc, thành phố Hồ Chí Minh năm 1998. Sau khi tốt nghiệp, một năm sau được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Bấy giờ, ông Nguyễn Tấn Dũng đang giữ chức Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2001 và 2002, ông là Giám đốc quan hệ khách hàng và quản lý dự án cho tập đoàn Bitexco. Năm 2006, ông bảo vệ tiến sĩ ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng tại Đại học Georgia Washington, Hoa Kỳ. Sau đó, ông trở về trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh để làm công tác giảng dạy. Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11 tháng 11 năm 2011, bằng quyết định số 2011 quyết định của Thủ tướng do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, phụ trách mảng kiến trúc và quy hoạch. Tháng 3 năm 2014, ông được Bộ Chính trị luân chuyển về tỉnh Kiên Giang làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Chiều ngày 28 tháng 3 năm 2014, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa 8 nhiệm kỳ năm 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 11, bầu Nguyễn Thanh Nghị giữ chức
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2015, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015-2020 và đã bầu ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Tại thời điểm được bầu, ông là Bí thư tỉnh ủy trẻ nhất cả nước. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 5 tháng 10 năm 2020, tại quyết định số 1518, quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Kiên Giang, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, ông được Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nhiệm kỳ 2016-2021 theo đề nghị của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính. Những sai phạm khiến ông Nguyễn Thanh Nghị bị đề nghị kỷ luật. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng là một trong những bộ trưởng trẻ nhất Việt Nam tại thời điểm được bổ nhiệm, nhưng cũng dính đến nhiều sai phạm khi còn làm ở cấp cơ sở. Và những sai phạm này chỉ được đưa ra xử lý khi quyết tâm thực hiện chiến dịch phòng chống tham nhũng tiêu cực từ trung ương đến địa phương phát triển mạnh mẽ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chỉ ra công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo một bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng, khẳng định được quyết tâm rất cao của Đảng và Nhà nước trong phòng chống tham nhũng. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Chiều ngày 2 tháng 4 năm 2018, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã công bố quyết định thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quy hoạch quản lý sử dụng đất đai, khoáng sản, môi trường ở tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2017 đã gây thất thoát hơn 2.300 tỷ đồng. Với sai phạm này, Nguyễn Thanh Nghị cùng 7 lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã tiến hành kiểm điểm và xin cùng chịu hình thức kỷ luật rút kinh nghiệm. Trong thời kỳ thanh tra, đặc biệt là giai đoạn 2016 đến tháng 6 năm 2018, thời kỳ này ông Nghị là lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, thì Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trực thuộc đã buông lỏng quản lý về đất đai, về trật tự xây dựng đô thị, dẫn tới nhiều tổ chức cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm mục đích phân lô tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng. Kết luận thanh tra cũng chỉ ra rõ việc buông lỏng quản lý về đất đai gây khó khăn trong việc thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng trong thời gian vừa qua, càng chứng tỏ được rằng Đảng và Nhà nước đã thực hiện rất nghiêm tư tưởng chỉ đạo và quan điểm nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Và thành quả của cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực đã để lại một dấu ấn rất nổi bật, tạo sự đồng thuận cao ở trong xã hội và củng cố, cũng như tăng cường được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Những quan chức nhận hối lộ và thói ăn chơi xa xỉ chưa từng có ở Việt Nam. Thứ nhất đó là Trung tướng Phan Văn Vĩnh và những cuộc nhậu xa xỉ. Nguyễn Văn Dương khai đã biếu cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh đồng hồ Rolex 7.000 đô và 27 tỷ đồng và biếu cho cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng và nhiều món quà giá trị khác. Cụ thể, đối tượng này mang rượu và hơn 10 tỷ đến cho Tổng cục Cảnh sát tiếp khách. Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương đã tự thú về việc được hai bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet nên có được rất nhiều nguồn thu từ việc làm trên. Dương đã cho Phan Văn Vĩnh một đồng hồ Rolex trị giá 7.000 đô và 27 tỷ đồng, 1 triệu 750.000 đô, một chiếc áo sơ mi, một lọ thuốc bổ gan. Ngoài cho ông Vĩnh, Dương còn khai cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm 700 triệu đồng và một phần mềm diệt virus trị giá 30.000 đô. Đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, Dương khai đã cho cựu cục trưởng C50 22 tỷ đồng. Ông Phan Văn Vĩnh thừa nhận những hành vi vi phạm pháp luật trong việc chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet. Trong thời gian cho C50 hợp tác với công ty CNC của Dương, ông Vĩnh thừa nhận được Dương cho một chiếc áo sơ mi, một lọ thuốc bổ gan, hỗ trợ cho Tổng cục Cảnh sát trong chương trình giao lưu làm từ thiện 1,1 tỷ đồng và một số bữa tiếp khách tại Tổng cục Cảnh sát mà Dương có mặt. Thứ hai, Trịnh Xuân Thanh với những chiếc đồng hồ hàng triệu đô.
Trịnh Xuân Thanh không chỉ nổi tiếng theo một cách nào đó về những việc ăn tàn phá hại khi ở Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí PVC, về vụ việc trốn chạy sang Đức và những phát ngôn bất thường trước tòa. Trong giới doanh nghiệp, Thanh từ lâu đã khét tiếng với những món đồ, cách ăn chơi xa xỉ của mình. Phó Tổng Giám đốc một tập đoàn tư nhân thuộc loại hàng đầu ở Việt Nam, trụ sở tại Hà Nội, có quy mô tổng tài sản lên đến hàng tỷ đô. Trong một lần nói chuyện với người viết bài này, khi nhắc tới Trịnh Xuân Thanh cũng phải lắc đầu, ông này kể. Có lần ngồi trong một buổi làm việc với Bộ Công Thương, có mặt của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Thanh Loe, tên do nhiều người quen gọi Trịnh Xuân Thanh như vậy, do tính hay khoe khoang bốc đồng của Thanh. Trông thấy mình đeo đồng hồ, chỉ tay bảo, mày đeo cái này, một chiếc Patek Philippe, làm đếch gì, cái này đưa cho bọn lái xe đeo. Ông này cho biết ông cảm thấy choáng vì chiếc đồng hồ mình đeo cũng là một sản phẩm rất đắt tiền có giá lên đến 78.000 đô, tương đương với 1,8 tỷ đồng. Là một chiếc đồng hồ ở Việt Nam, ai đeo nó đã thể hiện được đẳng cấp. Nhưng ông còn choáng hơn khi Trịnh Xuân Thanh cởi chiếc đồng hồ của mình cho xem, đó là chiếc Patek Philippe Kaimon Tourbillon 600 Higer. Đây là phiên bản đặc biệt với vỏ bọc làm từ vàng trắng và những họa tiết điêu khắc chạm trổ tinh vi hoàn toàn thủ công. Và ở thời điểm Thanh khoe với ông này năm 2015, nó đã có giá ở mức 1,7 triệu đô, tức là khoảng 39 tỷ đồng, tính theo giá hiện thời. Không chỉ có một chiếc đồng hồ mà giá trị của nó bằng gia tài rất lớn đối với đa số rất nhiều người bình thường khác cộng lại, mà có cả một bộ sưu tập đồng hồ đắt tiền với các hãng khác nhau. Và không chỉ có thú chơi đồng hồ, Thanh luôn đi đầu trong các trò ăn chơi giải trí khác. Như Dân Trí đã có rất nhiều bài phản ánh, Thanh có một biệt thự rất đẹp có giá khoảng 100 tỷ đồng trên đỉnh núi Tam Đảo. Mặc dù ban đầu về giấy tờ, tòa biệt thự này trên giấy tờ sẽ thuộc về sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Phương do ông Trịnh Xuân Giới, bố đẻ của Thanh, đứng tên chủ tịch, hiện đã bán cho người khác, nhưng cơ quan cảnh sát điều tra đã kết luận Thanh đã mua biệt thự này bằng tiền Thanh ép buộc thuộc cấp rút ruột dự án PVTech, dự án 7.000 tỷ đồng bị thua lỗ trong tình trạng gần phá sản. Hiện biệt thự này đã bị phong tỏa mọi giao dịch theo yêu cầu của cơ quan cảnh sát điều tra. Ở chính biệt thự này, người dân Tam Đảo cũng quen gọi tòa nhà dầu khí hay còn gọi là biệt thự Mai Chi, diễn ra liên miên các cuộc ăn chơi cuối tuần do Thanh tổ chức. Người dân Tam Đảo kể lại, cuối tuần Thanh thường mời bạn bè, quan chức của Thanh đến lên sân golf Tam Đảo, chơi golf cả buổi rồi về biệt thự này ăn nhậu. Một người bạn của Thanh cũng cho biết đã từng tham gia với món nhậu của Thanh thường khoái đặt là thủy quái sông Đà, dạng cá trê, cá ngạch nặng từ 10 đến 20kg. Cứ cuối tuần thường có cả đoàn xe biển xanh nối đuôi nhau vào biệt thự nhà ông ấy, một người dân ở thị trấn kể lại với phóng viên Dân Trí. Ngoài biệt thự trên, Thanh còn có hàng loạt các biệt thự, nhà ở có giá trị khác mà cơ quan cảnh sát điều tra đã kê biên phong tỏa tài sản. Ví dụ như biệt thự của gia đình Trịnh Xuân Thanh ở một khu đô thị lớn Hà Nội, căn hộ ở đường Trần Phú, đường gần bờ biển thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, một xe ô tô Mazda CX-5 và nhiều tài sản lớn khác chưa được công bố. Ngoài tài sản nhà đất, Thanh cũng sở hữu lớn cổ phiếu ở nhiều doanh nghiệp. Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã rà soát phong tỏa tổng số hơn 50,8 nghìn cổ phiếu do Trịnh Xuân Thanh đứng tên và hơn 17 nghìn cổ phiếu khác do vợ Thanh đứng tên. Với khối tài sản rất lớn như vậy, việc Trịnh Xuân Thanh sở hữu chiếc đồng hồ có giá trị tới gần 40 tỷ đồng cũng là điều dễ hiểu. Thứ ba, ông Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh Đồng Nai. Ông Trần Đình Thành là cựu bí thư tỉnh Đồng Nai bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giam về việc điều tra về tội nhận hối lộ liên quan đến vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và công ty AIC. Vợ chồng vị cựu bí thư tỉnh ủy này được cho là chủ sở hữu khu đất rộng hàng nghìn mét vuông với ba mặt tiền ngay tại thành phố Biên Hòa. Ông Trần Đình Thành, 67 tuổi, quê ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, đại biểu Quốc hội khóa 11, bí thư tỉnh ủy Đồng Nai hơn 2 nhiệm kỳ từ năm 2004 đến năm 2015. Trước khi giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy, ông Trần Đình Thành từng giữ chức vụ trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy Đồng Nai. Tại Đồng Nai, ông Trần Đình Thành nổi tiếng hơn trong giới cây cảnh. Vợ chồng cựu bí thư tỉnh Đồng Nai sở hữu khu đất rộng hàng ngàn mét vuông với ba mặt tiền ngay tại thành phố Biên Hòa. Bên trong khu vườn rộng lớn này có các công trình xây dựng theo kiến trúc Nhật Bản và là nơi trưng bày nhiều loại cây bonsai, cây cảnh giá trị. Khu đất này bao gồm hai thửa đất. Thửa thứ nhất có diện tích 4,3 nghìn mét vuông đã được dựng hoàn chỉnh và đặt cây cảnh. Liên kề thửa đất thứ nhất là thửa thứ hai có diện tích 2,1 nghìn mét vuông được che chắn khá kỹ
kín đáo với hàng tôn quây kín, bên ngoài che chắn bức tường rào đang xây bên trong. Thửa đất này do vợ ông Thành đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Những chuyên gia chơi cây cảnh thì với số lượng cây trong vườn như vậy và xét về độ quý hiếm thì phải đánh giá là vài chục tỷ đồng trở lên, cho thấy được thú vui chơi quá xa xỉ của bí thư tỉnh ủy Đồng Nai như thế nào. Thứ tư, Bùi Tiến Dũng, Tổng Giám đốc PMO18, nhân vật chính trong vụ tham nhũng PMO18 gây chấn động dư luận Việt Nam trước Đại hội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho tới thời điểm này, theo xác minh ban đầu thì khối tài sản nổi của Bùi Tiến Dũng là 5 ngôi nhà, trong đó ngoài ngôi nhà 5 tầng ở đường Trường Chinh, 4 ngôi nhà còn lại đều đứng tên người khác. Đó là các biệt thự ở 68 Phạm Huy Thông, đây là tòa biệt thự 5 tầng mặt tiền nhìn ra Hồ Ngọc Khánh, với mặt bằng rộng hơn 100m2 được xây dựng rất hoành tráng, với thiết bị nội thất đắt tiền, thậm chí chỉ một toilet với bể sục, tắm hơi, massage đã có giá tới hàng trăm triệu đồng mà Bùi Tiến Dũng dùng để tiếp đãi khách thân quen. Số tiền mà Bùi Tiến Dũng đổ vào cờ bạc được xác định là lên tới 7 triệu đô. Cộng toàn bộ số tiền đánh bạc từ năm 2001 và đánh thông qua 10 đầu mối khác nhau, đây là cách để tránh rủi ro, trong đó Dũng đã đổ vào đầu mối Bùi Quang Hưng 1,8 triệu đô. Trên đây là những thú vui xa xỉ của quan chức Việt, đến đại gia cũng phải chào thua. Những sai phạm khiến Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị bị kỷ luật, con trai nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Quý vị thân mến, ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976 là một chính khách Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông từng làm Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020 và là Bí thư tỉnh ủy trẻ nhất nước ở thời điểm được bổ nhiệm năm 2015. Ông Nguyễn Thanh Nghị là con trai của ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Trong nhiệm kỳ làm Thủ tướng Chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng, ngoài việc đưa nền kinh tế đất nước được hội nhập với các nước trong khu vực, thu hút được đầu tư nước ngoài, tiếp cận được với nguồn vốn ODA. Trong thời kỳ ông làm Thủ tướng Chính phủ, đây cũng là giai đoạn mà tham nhũng tiêu cực được đẩy lên đến đỉnh điểm với những đại án lớn như cố ý làm trái quy định của pháp luật tại tập đoàn Vinasin, vụ án Trịnh Xuân Thanh hay Đinh La Thăng có liên quan đến tập đoàn Dầu khí Việt Nam hay Bộ Tài nguyên và Môi trường do có vi phạm trong sự cố môi trường biển Formosa không bị xử lý, nhưng đến khi Tổng Bí thư lên làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thì những đại án này mới được đưa ra xét xử một cách công khai, minh bạch. Và có rất nhiều các dự án trọng điểm của quốc gia làm chậm tiến độ, đội vốn gây nhức nhối trong một thời gian dài, như dự án đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội gồm các tuyến Nhổn, Ga Hà Nội, Cát Linh, Hà Đông, Yên Viên, Ngọc Hồi đã đội vốn so với phê duyệt ban đầu lên đến 28.886 tỷ đồng. Tuyến đường sắt đô thị đội vốn nhiều nhất cần phải nhắc đến là tuyến đường sắt đô thị số 1 của thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến Bến Thành – Suối Tiên đã tăng từ 17.000 tỷ lên 47.000 tỷ đồng, mức đội vốn khoảng 30.000 tỷ đồng. Hay tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành – Tham Lương dài 9,2 km, dự án được phê duyệt vào năm 2010 so với mức đầu tư ban đầu khoảng 26.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay ước tính mức đầu tư của dự án này vào khoảng 47.000 tỷ đồng, đội vốn 21.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã phát biểu trước hội nghị với trọng trách là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu chính phủ và xin thành thật nhận lỗi trước Quốc hội, trước toàn đảng, toàn dân về tất cả những yếu kém, khuyết điểm của chính phủ trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, nhất là những yếu kém, khuyết điểm trong kiểm tra, giám sát, hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong nước. Một số tập đoàn, tổng công ty điển hình là Vinasin, Vinaline, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, có nhiều sai phạm gây tổn thất và hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, ảnh hưởng lớn đến uy tín và vai trò của kinh tế nhà nước. Và tại thời điểm đó thì chưa có văn hóa từ chức như bây giờ, nên chúng ta cần thấy rằng văn hóa từ chức theo quy định số 41 quy định của Trung ương ngày 3 tháng 11 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ là một trong những quy định hết sức đúng đắn, tạo ra bước đột phá mới, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xử lý cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp. Ông Nguyễn Thanh Nghị còn có em trai là Nguyễn Minh Chiết, hiện nay đang giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Trước khi đến với lý do kỷ luật, ông Nguyễn Thanh Nghị
Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Mời quý vị cùng tìm hiểu về tiểu sử chính trị của ông Nguyễn Thành Nghị. Nguyễn Thành Nghị sinh ngày 12 tháng 8 năm 1976, quê ở phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Tuy vậy, hầu hết thời niên thiếu của ông lại gắn bó với Kiên Giang, nơi cha ông Nguyễn Tấn Dũng từng làm bí thư tỉnh ủy. Thời niên thiếu, Nguyễn Thành Nghị theo học ở trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh năm 1998. Sau khi tốt nghiệp, một năm sau được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Bấy giờ, ông Nguyễn Tấn Dũng đang giữ chức Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2001 và 2002, ông là Giám đốc quan hệ khách hàng và quản lý dự án cho tập đoàn Bitexco. Năm 2006, ông bảo vệ tiến sĩ ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng tại Đại học George Washington, Hoa Kỳ. Sau đó, ông trở về trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh để làm công tác giảng dạy. Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11 tháng 11 năm 2011, bằng quyết định số 2011 quyết định của Thủ tướng do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm Nguyễn Thành Nghị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, phụ trách mảng kiến trúc và quy hoạch. Tháng 3 năm 2014, ông được Bộ Chính trị luân chuyển về tỉnh Kiên Giang làm Phó Bí thư tỉnh ủy. Chiều ngày 28 tháng 3 năm 2014, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa 8 nhiệm kỳ năm 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 11, bầu Nguyễn Thành Nghị giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2015, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 và đã bầu ông Nguyễn Thành Nghị làm Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Tại thời điểm được bầu, ông là Bí thư tỉnh ủy trẻ nhất cả nước. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 5 tháng 10 năm 2020, tại quyết định số 1518, quyết định của Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Kiên Giang, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, ông được Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nhiệm kỳ 2016-2021 theo đề nghị của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính. Những sai phạm khiến ông Nguyễn Thành Nghị bị đề nghị kỷ luật. Ông Nguyễn Thành Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng là một trong những bộ trưởng trẻ nhất Việt Nam tại thời điểm được bổ nhiệm, nhưng cũng dính đến nhiều sai phạm khi còn làm ở cấp cơ sở. Và những sai phạm này chỉ được đưa ra xử lý khi quyết tâm thực hiện chiến dịch phòng chống tham nhũng tiêu cực từ trung ương đến địa phương phát triển mạnh mẽ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chỉ ra công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo một bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng, khẳng định được quyết tâm rất cao của Đảng và Nhà nước trong phòng chống tham nhũng. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Chiều ngày 2 tháng 4 năm 2018, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã công bố quyết định thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quy hoạch quản lý sử dụng đất đai khoáng sản môi trường ở tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2017 đã gây thất thoát hơn 2.300 tỷ đồng. Với sai phạm này, Nguyễn Thành Nghị cùng 7 lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã tiến hành kiểm điểm và xin cùng chịu hình thức kỷ luật rút kinh nghiệm. Trong thời kỳ thanh tra, đặc biệt là giai đoạn 2016 đến tháng 6 năm 2018, thời kỳ này ông Nghị là lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, thì Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trực thuộc đã buông lỏng quản lý về đất đai, về trật tự xây dựng đô thị, dẫn tới nhiều tổ chức cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm mục đích phân lô tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng. Kết luận thanh tra cũng chỉ ra rõ việc buông lỏng quản lý về đất đai gây khó khăn trong việc thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng trong thời gian vừa qua, càng chứng tỏ được rằng Đảng và Nhà nước đã thực hiện rất nghiêm tư tưởng chỉ đạo và quan điểm nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Và thành quả của cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực đã để lại một dấu ấn rất nổi bật, tạo sự đồng thuận cao ở trong xã hội và củng cố cũng như tăng cường được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.